Xin chào tất cả các anh em nhá. Như vậy là sau một cái thời gian mà thử nghiệm và trải nghiệm cái sản phẩm mới khoáng canxi đa vi lượng, mình cảm thấy là dùng rất là ok, rất là tốt. Nên hôm nay là mình sẽ làm video này để giới thiệu với anh em đến cái sản phẩm khoáng đa vi lượng này nhá. Đây là cái sản phẩm không phải của Hiền Mộc Khánh đâu nhá, mà sản phẩm này mang thương hiệu là của Trung Có nhá, khoáng canxi đa vi lượng. Thì với cái sản phẩm này anh em có thể là dùng trong thời gian chim thay lông này, trong thời gian chim thi đấu này, còn đó này là anh em có thể dùng quanh năm được, vừa thay lông vừa thi đấu được anh em nhá. Thì mục đích của cái khoáng canxi đa vi lượng này chính là nó bổ sung cho con chim cái vitamin này, các khoáng chất này, canxi này, đấy, chủ yếu là hai cái chất chính, đó là khoáng và canxi. Đấy, hai chất này sẽ giúp con chim là nó chắc xương khỏe cánh, đấy, xương cầu mau mỏ, đấy, thể lực của nó sung mãn. Đấy, thì anh em dùng cái sản phẩm này thì có thể dùng quanh năm được, kể cả lúc thay lông đến lúc thi đấu. Thì đối với cách dùng của cái sản phẩm này thì nó đơn giản thôi. Đây, mỗi một lần thì pha, anh em thì có thể là pha cho lần nào anh em pha đấy được, hoặc là anh em có thể là dùng một muỗng cà phê, xúc một muỗng cà phê anh em pha với lại một gói cám tầm 200g nhá, anh em pha vào. Ví dụ cái đây như của mình thì đã pha đây này. Ví dụ 200g cám anh em đổ vào lọ như này, sau anh em lấy cái thìa cà phê ấy. Anh em xúc lấy một thìa cà phê như mình xúc như này, nên mình không cần dùng cà phê mà mình dùng luôn cái muỗng xúc cám của nó. Đấy, thôi em đổ vào đây, đổ vào này, đấy, cho một gói 200g vào đây nhá, xong em đổ một cái thìa cà phê vào đây, anh em đậy lắp kín vào, anh em lắc đều cho cái bột đấy, đấy, lắc đều như này, lắc lên lắc xuống, lắc đều lắc xuống này, xong này lắc xuống lắc đều rồi, lắc thật đều rồi, để cho cái bột khoáng canxi này nó bám đều vào cái hạt cám. Đấy, xong anh em đậy kín vào, đậy kín như này cho mình này, và đừng kín rồi nhá, tránh để không khí nó vào nhá. Đấy, sau đó cho chim ăn hàng ngày như bình thường thôi. Đấy, anh em có thể dùng theo chỉ dẫn như trên vỏ hộp này, trên vỏ hộp là cái dùng này. Thời kỳ thay lông ấy thì anh em có thể dùng liên tục 5 đến 7 ngày. Đấy, hoặc là thời kỳ mà sau thay lông, thời kỳ mà lên lửa chim ấy, thì anh em có thể dùng từ 1 đến 3 ngày trên tuần. Đấy, như mình dùng là mình cứ trộn một phát là mình cho ăn đều luôn, kể cả từ lúc thay lông đến thời gian mà nuôi chim bên lửa là mình cho ăn đều luôn, mình trộn phát là cho ăn đều luôn. Đấy, nhưng anh em lưu ý là khi mà trộn xong là anh em phải đẩy kín cái nắp vào, tránh ẩm nó vào nhé. Đấy, như vậy là anh em cho ăn thôi. Đấy, thì cái khoáng canxi này nó bổ sung cái khoáng chất cho con chim và bổ sung canxi chim rất là tốt anh em nhá. Đấy, anh em mới trộn như này nó lắc đều lên là cho lan dần thôi. Mỗi lần cho ăn xong thì anh em này phải để lắp kín vào để tránh nó, một là nó hơi nó vào nó làm ẩm cái hạt cám, hai là hơi nó vào nó làm ẩm cái khoáng canxi đấy thì nó sẽ không tốt. Còn anh em cứ để kín vào bình thường nhá, anh em có để khoảng tháng hoặc đôi tháng, nghĩa là cứ để kín là được, là ok. Anh em cho chim ăn hàng ngày thôi, rất đơn giản. Đấy, đây là cái khoáng canxi, cái này là không phải thương hiệu này không phải của Hiền Mộc Khánh đâu anh em nhá, anh em lưu ý là không phải của Hiền Mộc Khánh nhá, mà của Trung Tó. Đó, Trung Tó dưới chỗ Cần Bưu anh chị Hà Nội ấy. Đó, thì sau một cái thời gian mà trải nghiệm thì mình dùng thử thì mình thấy ok, nên là hôm nay mình làm video là để giới thiệu đến với các anh em để cho anh em cùng tham khảo, và nếu mà anh em là có nhu cầu sử dụng thì là liên lạc với mình qua số Zalo 0833631983 đấy, thì mình sẽ gửi cho để dùng anh em nhá. Dùng cái này thì mình thấy là khá là ok ấy. Đấy, đấy, tất cả những cái sản phẩm gì kể cả của Hiền Mộc Khánh hay của bất kỳ một cái hãng nào ấy, hầu như bao giờ mình cũng phải lấy về để mình dùng thử, mình trải nghiệm xem nó như thế nào, nó tốt hay không, hay là có hại gì hay không, hay như nào đấy. Sau đấy mình cảm thấy nó ok rồi thì mình mới lại làm video để mình giới thiệu đến anh em, để cho anh em cùng tham khảo, và anh em nào có nhu cầu thì nó phải lấy về sử dụng anh em nhá. Đấy, mình như kiểu thuật bạch ạ, thí nghiệm trước cho nó ok thì mới lấy về giới thiệu đến anh em để anh em cùng dùng. Đấy, đơn giản như vậy thôi, không có gì cả anh em nhé. Cái khoáng canxi này đơn giản vậy thôi.
Còn tất cả những cái công dụng rồi hướng dẫn sử dụng nhất nó đều có trên trên vỏ hộp này anh nhé. Tất cả đều có trên vỏ hộp hết rồi, trên nắp này cũng có này. Đó. Anh em lấy về thì cần sử dụng, một là như mình nói dùng quanh năm luôn, dùng đều hàng ngày luôn, hai là có thể sử dụng theo cái hướng dẫn chi tiết trên vỏ hộp này đều ok hết anh em nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Nếu mà anh em thấy cái video này mà nó có cái hữu ích, anh em sử dụng sản phẩm đấy nó hữu ích, thấy tốt thì anh em có thể lan tỏa cái video này đến giới thiệu cho đến anh em bạn bè, giới thiệu cái sản phẩm này đến cho anh em bạn bè để cùng sử dụng, cùng sử dụng cái sản phẩm để làm sao anh em có thể nuôi được một con chim mà làm sao nó tốt nhất, nó ok nhất anh em nhé. Rồi xin cảm ơn các anh em đã xem video của mình, xin hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.